Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay công ty Đất Sạch xin review cho các anh em đầu tư sự khác nhau giữa bản đồ ở trên mạng và bản đồ mới được dịch. Bản đồ PDF này là công ty mới xuất ra CamGIS để đưa lên mạng nha, để so sánh sự khác nhau giữa các loại đất trên bản đồ. Thì đầu tiên cho ta so sánh nha. Đây bản đồ trên mạng nè, đây. Đó, cho sánh cái này nha. Đây là bản đồ trên mạng nha. Còn đây bản đồ mình mới xuất ra CamGIS mới lấy về nha. Đó. Đây sự khác nhau ở đây là có thêm cái khu dân cư bố trí nha, khu tái định cư nè, nơi đây không có nè, không ở đây thiếu đất ở nè. Ở đây là bố trí thêm nè, đất cây xanh nè các bạn. Đó, thấy không, là bố trí thêm nè. Rồi thứ hai nữa, đây bố trí thêm đất ở đây nữa nè, đất cây lâu năm với đường hiện chức bố trí thêm đây. Đó. Rồi còn đây, ở đây thì lại bốt đất thương mại gì, thương đất gì, đất DKW này. Đó. Còn bên đây đó, đất DKW tăng lên này, thấy không, bên đây là đất ở rộng ra này, bên đây đất ở thóp lại này, thế là thóp lại này, thấy không, cái này nè thóp lại ngay chỗ này á, thì chúng ta né ra. Tại trước là mua quy hoạch đất ở thì bây giờ chuyển sang cây lâu năm, cái này là lỗ nha các bạn. Anh coi kỹ nha. Đây nè, chỗ này nè, đó, thấy không? Trước mua đất ở giờ thành đất cây lâu năm rồi các bạn. Rồi tiếp nữa. Rồi. Đây, các bạn thấy không? Đây là rừng phòng hộ. Như thế này nghe. Bây giờ nó quy hoạch thành rừng phòng hộ. Đó, thấy không? Đây cái này. Đó, giờ quy hoạch thành rừng phòng hộ. Chết không? Mua chỗ này là như là ốm đòn các bạn. Tại nó là rừng phòng hộ, là rừng của nhà nước rồi. Không có thể chuyển sang mục đích loại đất khác được nha. Rồi, đó là cái rừng á. Chúng ta thấy sơ sơ thấy cái nhiều cái thì thấy cũng ớn rồi, nó chưa đậu đây. Đây. Trước đó nè, quy hoạch con đường mà. Đó, hoạch con đường đây này. Đây, qua đây. Bây giờ bỏ nè, hoạch cái cảng chỗ này nè. Đó. Ngay đây nè, đất ở nhiều nè, bây giờ thốt là đất ở hết. Nè. Vui chơi giải trí công viên cây xanh nè. Đó. Qua đây. Đây, giảm lại, đất ở giảm lại. Ngay này xây cái cảng chỗ này. Nó cho thông chỗ này. Đó. Nó biến chỗ này nè, cong lên đất ở chỗ này, thấy không, đó, nó lại biến hết nè. Rồi các mặt nước đây, đó, thấy không, đất ở đây nè, đất ở đây thì nó rộng nhiều hơn, đất ở đây giờ nó bo lại nè, bo lại nè. Đó, khu này thì vẫn giữ nguyên, khu này giữ nguyên biến này nè. Đây. Đó. Nè, co lên co xuống nè, co lên co xuống nè. Đó, đất ở giảm lại nè. Hồi xưa nó đi hoạch cho thông ra đây. Đây nè, đây không có luôn nè. Đó. Nè, nguyên đất ở như này nè. Đây, nguyên một dạng đất ở đây. Nè, ngay đây, thấy không? Đây, nó quy hoạch nguyên đất ở như đây nè. Đây. Đó. Bắt đầu mới có nguyên đất ở như này các bạn. Đây. Chạy lên con này nè, giao thông nè. Đó. Cũ á, thì chỗ này quy hoạch đất ở nè, thấy không, ở là chú ý cái phần đó bằng người nói cho thông nha. Đây, đây bên một cục đất ở đây nè, thấy không, đây một cục đó, đất hạ tầng nè, quy hoạch đất giao thông là đúng rồi. Đây là đất ở nè, đất DKW nè, công viên khu trang trí nè, bắt nước cùng nè, mua đất chỗ này coi như là ốm đọt các bạn. Đây nè, nó bắn qua nè, chú ý chỗ này các bạn. Đó. Chú ý cho nó đó. Đây nè. Cái giao thông cái này nè bạn. Nó nấu qua này. Đây. Thấy không? Nấu đây qua đây nè. Đó. Đây nấu qua đây nè. Đó, thấy không?
bên đây thì nó có nấu thêm cái đường qua đây đây để chạy thẳng qua đây, còn ở đây thì không có các bạn. Rồi có nhiều sự khác nhau đó các bạn, hai cái bản đồ này khác nhau rất nhiều rồi. Coi thêm cái phần đất ở này. Đây phải không, hòn núi thôn để ngoài cho đây các bạn thấy không, chú ý cái hòn núi thôn này đây đó, như vùng đất ở này đây nè, thấy không, mình sức hết này, đây có đất ở này thấy không, nó khác nhau rất nhiều các bạn. Rồi kế bên đây đất rác này đó. Đây do đó là khi chúng ta coi trên quy hoạch á, coi trên mạng cũng nguy hiểm đấy các bạn, tại có sự khác nhau rất nhiều. Đây con chú ý đây nha, trước nó quy hoạch này cong qua này, cong qua này đó. Ở đây nó có con đường giao thông qua đây nè, ở đây không có nè, ở đây nè, ở đây có đường giao thông nè, ở đây không có nè, nó khác nhau ghê không ạ. Đó khi ta mua đất chúng ta phải chú ý tới vấn đề là bản đồ quy hoạch cũ, bản đồ quy hoạch mới nha đó. Để anh em đầu tư cho chính xác, và nếu đầu tư nữa thì chúng ta kiếm thêm bản đồ quy hoạch xây dựng đó, ok đó. Mới review sơ sơ có mấy cái mà thấy có sự thay đổi rất là nhiều các bạn. Đây chiều đây chiều đây đó. Đây thêm đất ở nè, đây nè không, cái này cũng là đất ở nè, đất ở nè đó. Đây là trước đó là đất thương mại dụng, bây giờ cũng là đất ở thì chỗ này chúng ta mua, còn chỗ này trước nó là đất ở nó bỏ thành đất cây thương mại dụng thì ta ngược lại ta không mua nha. Ví dụ như này trước quy hoạch đất ở mà giờ quy hoạch đất rừng không mua, còn cái này trước là quy hoạch đất thương mại dụng bây giờ quy hoạch đất ở nông thôn thì chúng ta mua nha. Rồi hôm nay tôi review bao nhiêu đó thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Rồi, chúc các bạn thực hành và mua bán đất thành công nha.